Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. chương 45, Lôi Kiếp Tộc họ sư cực kỳ lớn mạnh, nhánh chính ở trong nội phủ. Những đệ tử có tiếng tăm thuộc gia tộc chính cũng phải hơn trăm người. Ngần đó người lại có con cái riêng. Người càng có tu sáu thấp thì con cháu càng đông. Người nhà họ sư sau khi ra đời, huyết mạch được thừa nhận xong đều sẽ có một tấm ngọc bài đại diện cho thân phận. Tấm bài này có thể cho phép họ đi tới những nơi thí luyện và thăng cấp do tộc họ sư kiểm soát trong nội phủ. Ví dụ như lôi minh sơn cốc với mức cản lôi kiếp lớn nhất, dược đàm có thể trị lành vết thương, tĩnh thần đài có thể áp chế tâm ma, giúp yên tâm tu luyện vân vân. Chỉ có con cháu đã đạt được yêu cầu nhất định của tộc họ sư mới có thể vào được bên trong. Họ có khá nhiều bảo địa như thế từ đời này qua đời khác, nhân tài của tộc sư thị lần lượt được sinh ra, càng nắm vững hơn canh thần tiên phủ. Những nơi này đều có phần đặc biệt riêng, canh thủ cũng rất nghiêm ngặt, ngoại trừ con cháu của tộc sư thị, đến tộc mộc thị có quan hệ gắn bó nhất với tộc sư thị, đời đời đều liên hôn cũng không thể có được tư cách bước vào. Liêu Đình Nhạn không biết được những chuyện nội tình này, từ Mã Tiêu trước giờ không nói nhiều về chuyện này, hắn có sắp xếp gì cũng không giải thích tường tận cô mang theo con chuột bạch sư dư hương, thành công qua được canh gác nghiêm ngặt, bước vào bên trong lôi minh sơn cốc. Sơn cốc này hoàn toàn không giống với tiên phủ hoa lệ tinh tế bên ngoài, cứ như là một không gian khác, không thấy núi non cây cỏ, chim muông linh thú đâu mà chỉ thấy lôi thạch màu tím sẫm nằm rải rác khắp nơi, cái cao thì như nhà cao tầng, cái thấp thì như đèn công viên, cao thấp phân bố không đều, không theo một quy luật nào. Cứ như cái mỏ đá khổng lồ, liêu đình nhạn vào trong một mình trước khi đi tư mã tiêu nói với cô ta không vào cùng nàng nàng tự đi đi được thôi liêu đình nhạn chẳng cảm thấy sao mãi đến khi bước vào nhận ra cả cái sơn cốc chỉ có mình mình mới đột nhiên nhớ lại hình như từ sau khi mình tới thế giới này không lâu thì luôn luôn bên cạnh tư mã tiêu nhiều lắm thì tách ra được ba ngày lần này cô sắp đột phá e là phải ở đây hơn nửa tháng nhưng cũng không có gì lạ lẫm dù gì trước khi gặp được Tư Mã Tiêu, cô đã sống một mình rất nhiều năm, còn pet công ty xa nhà nào mà không có trải nghiệm sống một mình chứ. Những ưu điểm khác cô không có, khả năng thích nghi lại cực kỳ tốt. Lôi Minh Sơn cốc rất lớn, Lưu Đình Nhạn đứng ở cổng một lúc, giáo giác tìm một hướng để đi. Cô tìm được một khối lôi thạch trông rất giống một cái ghế dài, kéo một khối nước rửa sạch lôi thạch, lại dùng phong thuật sấy khô, tiếp đến kê đệm lên trên cắm thêm một cây dù chống nắng. Cô còn không quên sư dư hương xui xẻo bị mình mang vào như giấy thông hành, lấy ra một cái chụp, chụp lên rồi bỏ sang một bên, cái chụp còn có cả cách âm nữa. Làm xong mấy thứ này, cô loay hoay một lúc, dùng một thuật pháp báo hiệu, vây vòng chỗ nghỉ ngơi của mình, dù sao ở ngoài một mình, chú ý nhiều hơn chút cũng không thừa. Những người khác đi vào đều hồi hợp tìm nơi khoanh chân tu luyện, củng cố tu vi, Liêu đình nhạn thì hay rồi, cô chuẩn bị xong thì nằm xuống, làm như mình tới để ngủ bù ấy. Trên một lôi thạch màu tím sẫm cao cao đằng xa, tư mã tiêu bảo mình sẽ không cùng vào qua lôi kiếp chung đâu đang ngồi ở đó. Một tay hắn gác trên đầu gối, một tay nghịch viên lôi thạch nhỏ màu đen, trông ra phía Liêu đình nhạn ở đằng xa. Nhìn thấy hành động của Liêu đình nhạn, hắn đột nhiên nhớ lần đầu tiên hắn gặp cô, cô cũng cái kiểu như vậy. Trong số không biết bao nhiêu người được đưa tới chỗ hắn bằng đủ mọi cách, những người khác đều nơm nớp lo sợ, chỉ có cô một mình nằm đó lén lút ngủ. Cô đi đến đâu cũng như vậy, lúc nào cũng sắp xếp thỏa đáng cho mình. Từ mã Tiêu Nghịch viên đá kia một lúc, khi trời bắt đầu ngả màu tối dần, hắn khựng lại, hơi nhích người tới trước. Phía Liêu Đình Nhạn có động tĩnh, không phải là cô đã thức mà là có rắn trườn ra từ dưới lôi thạch cách cô không xa không chỉ một con mà là rất nhiều con, gần như sắp bao vây lấy cô. Mấy con rắn này được gọi là ẩn thanh trùng, ăn âm thanh, bởi vì ở Lôi Minh Sơn Cốc có rất nhiều loại trùng như thế này mới yên tĩnh tới vậy, nếu không thì với cái địa hình rộng rãi lại đặc biệt này, có một chút âm thanh là sẽ rất vang vọng. Mấy con trùng này không là gì gì tu sĩ hóa thần, chỉ là nếu Liêu Đình nhạn lóng ngóng tay chân không biết đối phó thế nào, có thể sẽ phải nếm chút mùi khổ sở. Từ mã tiêu trước giờ chưa từng nhìn thấy liêu đình nhạn ra tay giết chóc gì cả. Cái con người lười biếng này hình như không biết làm gì cả. Có cũng không bằng lòng giết người. Có lúc tư mã tiêu cảm thấy cô có gì đó không hề ăn nhập với thế giới này. Tay của hắn đã đặt trên mặt đá. Người đã hơi nhướng tới trước nhưng đột nhiên lại khựng lại. Liêu đình nhạn đã tỉnh. Cô nhìn thấy mấy con rắn kia lại không hề sợ hãi, không chút hoảng loạn. Lập tức móc ra mấy viên đan hoàn đã bóp thành vụn giải ra tiếp đó lại lấy ra một cái vải to, thu mấy con rắn đã ngắt ngây vào trong vải. Từ Mã Tiêu nhận ra hình như cô sớm đã chuẩn bị trước, việc này có chút nằm ngoài dự tính của hắn. Nhưng mà cô lấy mấy con rắn này làm gì? Phía bên kia, Liêu Đình nhạn dẹp xong rắn, rửa tay rửa mặt, đắp một cái mặt nạ, ăn ít đồ ăn. Sau đó cô lấy ra một cuốn sách với hai tấm thẻ ngọc, lật tới lật lui một hồi. Từ Mã Tiêu đã nhận ra giờ cô đang chuẩn bị cho việc đột phá, có cái trước khi lâm trận còn lật cái đống kia làm gì. Từ mã tiêu không hề biết, giáo dục ứng phó kỳ thi của thời hiện tại đào tạo ra nhân tài thi cứ, điểm đặc sắc nhất là tố chất tâm lý. Trước khi thi phải nghỉ ngơi cho tốt trước, duy trì tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái mới có thể đón nhận kỳ thi. Sắp thi rồi thì tất nhiên có những điểm quan trọng do người thi trước tổng kết lại, trước khi thi lật ra xem cho yên tâm. Đây cũng là thói quen của Liêu Đình Nhạn. Tóm lại là cô chuẩn bị sẵn sàng rồi, bắt đầu độ kiếp. Lúc này tâm trạng của Liêu Đình Nhạn vẫn rất thoải mái. Hồi ở học phủ cô có đọc ít sách, bổ sung kiến thức cơ bản, tố chất với linh căn của cô được coi như là trung bình với trên trung bình một chút, bậc hóa thần lên bậc luyện hư mà thôi, thông thường mà nói đều là thiên kiếp 49, ý chỉ 9 đại thiên kiếp, giữa mỗi đại thiên kiếp có 4 tiểu thiên kiếp địa hình lôi minh sơn cốc rất đặc biệt, có thể làm lôi kiếp suy yếu, cô còn đang đeo phòng ngự cực mạnh do tổ tông làm cho, còn có cái tu sáu này gánh cho, cỡ nào cũng không có chuyện được. Chỉ là lúc cô chuẩn bị đầy đủ xong, sắp đột phá, bầu trời kéo mây điện thì tâm trạng thoải mái của cô lại trở thành bất an. Lôi vân của cô cực kỳ dày nặng, màu tím nhạt, dàn ra cả bầu trời, tia điện thấp thoáng sau bóng mây, chưa có xét đánh xuống đã khiến người ta cực kỳ áp lực. Liêu Đình Nhạn lần đầu tiên trải qua lôi kiếp, nhìn thấy quy mô đồ sộ như vậy, trong lòng thấy hơi không đúng, hình như còn lố hơn trong sách tả. Đạo thiên lôi đầu tiên còn khủng khiếp hơn, trụ xét to lớn đánh thẳng xuống với khí thế hung hãn bội phần, đánh như muốn cho người ta hồn phi phách tán. Liêu Đình Nhạn nghĩ thầm đâu mới là lôi kiếp đầu tiên, tu sĩ của thế giới này thật không dễ dàng gì qua hết một lượt, cô kinh hãi tột độ, cứ như thiên kiếp của cô không phải là 94 mà là 99. 9 đại lôi kiếp, giữa hai đại lôi kiếp còn có bốn lôi kiếp nhỏ, cô đếm một lượt, xác nhận không sai, lòng nguội bớt một nửa. Đờ mờ thiên kiếp 99, trên đó lộn rồi, phái sai lôi kiếp rồi à. Thiên kiếp 99 là lôi kiếp cực kỳ hiếm hoi, không dễ dàng bày trận phần lớn lại bậc đại thừa sắp độ kiếp phi thăng rồi mới có thiên kiếp 99. Nghiêm khắc như vậy là vì biến đổi từ xác người thành thần tiên, là việc trái ý trời, đáng phải chịu lôi kiếp nặng nhất. Cái loại soàng như cô thì có tài đức gì? Đúng là dùng kiến thức 6 năm tiểu học, ai dè đề cho dạng cao cấp. Liêu Đình Nhạn nghĩ cả buổi trời cũng không hiểu, nhìn thấy lôi kiếp long trời lở đất trên đầu mình, tia điện tia xét thành một mảng, khiến người ta còn mở không nổi mắt dù cô có pháp bảo phòng ngự trên người đỉnh đầu vẫn đau âm ỉ da thịt có cảm giác tê dần cô còn nghe thấy tiếng vỡ vụn từ chỗ cái vòng cổ anh lạc đó là tiếng sức mạnh phòng ngự bạo phát hứng chịu lôi kiếp giúp cô chịu không nổi nứt vỡ tiếng nứt vỡ với tiếng sấm dao vào nhau liêu đình nhạn không còn nghi ngờ gì nữa đến lúc pháp bảo phòng ngự bị phá hủy bản thân sẽ bị xét đánh vụn có thể là do đang trong lôi kiếp có chút cảm giác liên thông với trời đất cô cảm nhận được được rõ ràng nguy cơ chết chóc trong lôi kiếp kiểu ý nghĩ thực chất là ta cho sấm đánh ngươi không phải để thử thách mà chính là chuẩn bị đánh chết ngươi ấy điều mà liêu đình nhạn nghĩ tới lúc này lại là tư mã tiêu cô nhớ đến lúc mình đến đây tên tổ tông đó còn nói cái gì mà ta không cho nàng chết thì nàng không chết được trong cái dáng vẻ tự phụ ngạo mạn thối tha lỡ cô mà bị sét đánh thành từng mảnh thật thì xem ai đẹp mặt cô vẫn nên chống trả ít nhiều thì nên. Liêu Đình Nhạn chú ý tới giới hạn của pháp bảo phòng ngự kia, tự vận linh lực trên người mình, chuẩn bị gồng mình một phen. Cô còn không nhớ được Thiên Kiếp 99 này đã tới đạo thứ mấy rồi, chỉ cảm thấy mỗi đạo đều hết sức dữ tợn, không có ý muốn chừa đường sống cho cô, đánh liên tiếp tới tấp không kịp thở. Lúc cô cảm nhận được vòng cổ anh lạc chỉ còn một đường phòng ngự, thắt tim chuẩn bị tự mình hứng lấy. Vào lúc này, tiếng sấm lớn đột nhiên nổ vang trong vầng sáng lóe của tia điện khắp xung quanh liêu đình nhạn nhìn thấy một bóng người đen huyền xuất hiện hắn đứng ở đó tóc dài cũng tà áo đen bay phất phới cánh tay trắng lạnh vươn tới vây lấy hồ quang điện màu tím như mạch máu bị gồ lên hắn hung hăng chặn được thiên lôi giáng xuống giữ tợn xé rách một đạo thiên lôi liêu đình nhạn tay không xé sấm tổ tông đúng thật là tổ tông liêu đình nhạn nhúc nhích tới trước tư mã tiêu lại giống như có con mắt phía sau một tay đưa ra sau giữ chặt lấy đầu cô để cô ngồi lại chỗ cũ trong tiếng sấm cô nghe thấy tiếng tư mã tiêu rõ mồn một giọng hắn rất lạnh mang ý thủ địch và phẫn nộ nhưng không phải là đối với cô hắn nói yên lặng ngồi đó nàng sẽ không bị sao cả ta đã nói rồi liêu đình nhạn vô thức muốn hỏi còn ngài thì sao chỉ là chưa hỏi thì đã yên lặng ngồi xuống. Vóc dáng của Tư Mã Tiêu không phải cái kiểu vạm vỡ của mấy anh trai tập gym nhưng hắn đứng bên trong đó trông cứ như một ngọn núi nguy nga sừng sững, như có thể đội trời đạp đất vậy, nhìn là khiến người ta lo sợ, trên người như có viết rõ cái loại tôm tép như ngươi không chơi lại cái đỉnh Everest ta đây. Bạn nãy Lưu Đình Nhạn phát hiện lôi kiếp không đúng, trong lòng khó tránh có chút hoảng loạn thảng thốt nhưng giờ đây nhìn thấy Tư Mã Tiêu đứng ở đó, lập tức lại yên lòng. Bản thân cô cũng không nhận ra dù là lôi kiếp vẫn chưa qua, thậm chí còn đáng sợ hơn trước đó. Cứ như một người nổi trận lôi đình vậy, thế nhưng cô vẫn vô thức yên tâm hẳn. Hai mắt tư mã tiêu đỏ ngầu, ngọn lửa nổi lên trên người hắn, ngọn lửa bốc tới trời chống lên điện quang với lôi trụ. Có một cụm từ gọi là thiên lôi câu địa hỏa, dùng để hình dung hai người yêu nhau hết sức nồng nhiệt và nhanh chóng bây giờ liêu đình nhạn lại đang xem phiên bản tả thật của thiên lôi câu địa hỏa lửa của tư mã tiêu và lôi vân trên trời trải ra như nhau như núi lửa cùng bùng lên một lúc gói lấy lôi trụ tiếng lửa điện cuốn lấy nhau khuếch tán cực lớn một trận cứ như long trời lở đất liêu đình nhạn ở bên trong bị thiên kiếp to lớn đè nén đến thở không ra hơi đến nỗi cô còn không sao đứng dậy được vậy nên còn càng kinh ngạc hơn trước tư mã tiêu hắn không chỉ đứng vững ở đó mà còn xé toang từng đạo lôi kiếp. Liêu đình nhạn nhìn thấy ngón tay hắn bị lôi điện rạch nứt, máu rỉ ra từ ngón tay hắn lơ lưỡng khắp xung quanh, bị sức mạnh cuộn trào của điện và lửa ép thành hình hoa giống như sen đỏ, lại bỗng dưng cháy lên. Cảnh tượng thấm thi ấy có chút không giống ở nhân gian. Từ mã tiêu vươn cánh tay đang chảy máu lên trời, cả người hắn đều như đang bốc cháy. Lôi vân màu tím cùng lôi điện trắng tím đan xen trên trời, dưới đất là ngọn lửa cuốn lấy lôi điện, lôi thạch xung quanh họ chịu ảnh hưởng của lửa với điện, phát ra âm thanh ong ong, trên mặt đá tím sẫm, những nơi bị lửa điện nhuộm lấy đều có ánh sáng màu tím nhạt, cứ như hoa nở ra từ đá. Tất cả ánh sáng đều nổ bùng tại đây. Cuối cùng đạo lôi kiếp duy nhất còn lại cũng tan biến, đất trời đột nhiên tĩnh lặng, tai như ù cả lên cảm giác như đột nhiên không nghe được gì vậy. Lôi vân trên trời vẫn đang chuyển động, như là rất không cam tâm. Từ mã tiêu buông tay xuống, nhìn trời cười lạnh một tiếng, tiếng cười đầy dẫy oán hận và coi thường. Đột nhiên mộ đạo lôi lại đánh xuống, chỉ là lần này không phải là lôi kiếp, chỉ là sấm bình thường, chút giận lên tư mã tiêu. Từ mã tiêu phất tay áo, phất tan tia sấm kia, máu tụ trên ngón tay rơi xuống trên lôi thạch bên cạnh vì động tác của hắn. Hắn quay người, nhìn Liêu Đình Nhạn đang ngồi yên tại chỗ ngẩng đầu nhìn hắn, dùng ngón tay dứa máu xoa mặt cô an ủi. Ngón tay hắn lạnh lẽo, máu thì lại nóng. chương 46, bí mật lớn. Liêu Đình Nhạn nghe thấy tim đập thình thịch, không biết là vì sức mạnh lôi kiếp ban nãy quá lớn khiến cô chấn kinh hồn vía chưa hoàn hồn được hay là vì tư mã tiêu bây giờ quá khiến người ta rung động. Hắn vừa mới đẩy trả đại lôi của ông trời, giờ vẫn còn cái bộ mặt lạnh lùng trào phúng chưa thay đổi. Liêu Đình Nhạn nhìn hắn, cảm thấy như quay lại lúc đầu mới quen biết, hắn cũng thường xuyên mang cái bộ mặt này. Ngón tay hắn vỗ về trên mặt cô, ban đầu chỉ nhẹ nhàng nựng nịu có gì đó rất thân thiết khó nói nhưng rất nhanh sau đó hắn lại bật cười, sau đó bôi hết máu trên tay lên mặt cô. Chính là cái kiểu bôi nghịch ngợm gợi đòn ấy. Liêu đình nhạn đột nhiên bị vẽ bậy một mặt. Còn có mặt mũi cười nữa hà? Chỉ một giây trước thôi tim tôi còn suýt thắt chết luôn rồi ấy có biết không? Xin lỗi tim đi. Nhờ bàn tay của hắn, Liêu Đình Nhạn cảm thấy chức năng tim của mình đã khôi phục về trạng thái bình thường. Đầu óc cũng về lại tư duy bình thường rồi. Cô kéo lấy cổ tay Tư Mã Tiêu, kéo hắn tới cái chỗ trước đó đã dọn dẹp ngồi xuống, sau đó hỏi hắn, "Động tĩnh lớn thế này có gây chú ý không? Giờ chúng ta phải đi hay sao?" Tư Mã Tiêu tùy tiện vẫy vẫy máu trên tay, dùng tay áo lau máu trên vết thương, "Lôi Minh Sơn cốc rất đặc biệt, độ lôi kiếp ở đây, bên ngoài sẽ không có gì dị thường." Hắn đã sớm có chuẩn bị Liêu đình nhạn bỗng lóe lên suy nghĩ này, lại bị động tác tùy ý kia của tư mã tiêu làm phân tâm. Cách kiểu sống qua loa của hắn giống y hệt với mấy nam thanh niên độc thân thời hiện đại, hoàn toàn không biết tự chăm sóc mình. Cô kéo lấy tay tư mã tiêu, lau sạch máu trên tay cho hắn, chuẩn bị bôi thuốc. Tư mã tiêu để mặc cô, cũng không nói gì thêm, nằm lên cái chỗ nằm của Liêu Đình Nhạn, trông như quý bà sang chảnh đi làm móng, ngay ngắn nhàn dỗi nhìn cô. Liêu đình nhạn lao đi vết máu trên tay hắn, cảm thấy cực kỳ lãng phí, hắn cứ hở chút lại dài cả vũng máu, cái này biết mất bao lâu mới dưỡng lại được cơ chứ. Vết thương còn đang chảy máu, máu chảy ruột mềm, Liêu đình nhạn nhìn mà đau thay cho hắn. Cô lấy ra linh dược đặc hiệu trị thương đã chuẩn bị sẵn, bôi lên vết thương, lại dùng thuốc có thể làm vết thương liền mặt quấn ở ngoài, nếu chăm sóc tốt, dù tư mã tiêu có lâu lành vết thương thì chắc cũng trong một tháng là lành rồi. Băng bó xong một cánh tay, tư mã tiêu cua cua năm ngón tay của mình trước mặt liêu đình nhạn, lại là cái dáng vẻ hiểu rõ sâu xa. Ngọc Linh cao với linh nhục dược phù, mấy món trị thương này lúc trước nàng sẽ không bao giờ mang theo, giờ lại chữ không ít, xem ra là cố tình chuẩn bị cho ta. Liêu đình nhạn, đúng rồi, cô còn không thèm ngẩng đầu, dứt khoát đáp trả. Cô trả lời như vậy, Tư Mã Tiêu lại không lên tiếng nữa. Hai người yên lặng một lúc. Qua không được mấy phút, Tư Mã Tiêu lại nhúc nhích ngón tay, khó chịu nhíu mày, đưa tay muốn tháo mớ đồ trên ngón tay, ta không muốn băng bó nữa, phiền phức. Liêu Đình Nhạn nhìn hắn, động tác tháo bỏ băng bó của hắn khiến cô nhớ lại chuyện ngày trước cùng đồng nghiệp đến cà phê mèo vuốt mèo, có một con mèo bị ai đeo vớ chân cho, cái dáng vẻ cũng khó chịu như vậy. Động tác lôi vớ trông y hệt tư mã tiêu Liêu đình nhạn phi cười Tư mã tiêu khựng lại nhìn cô Nàng cười cái gì Lúc tâm trạng liêu đình nhạn bình lặng Hắn không nghe thấy cô đang nghĩ gì Giống như thế này Hắn cũng không đoán được tại sao đột nhiên cô lại cười Vậy nên hắn đã dùng bắp nói thật Liêu đình nhạn mở miệng Cảm thấy ngài rất đáng yêu Thế nên cười Tư mã tiêu như nghe không hiểu rõ nhìn cô với ánh mắt hơi quái đản. Một lúc sau, hắn đưa tay xoa mặt Liêu Đình Nhạn, kéo đầu của cô tới sát mặt mình, dùng sức nắn nắn mấy cái. Liêu Đình Nhạn bị nắn tới miệng cũng trề ra, tay. Tay của ngài, đừng có dùng sức, vết thương nứt ra bây giờ. Từ mã tiêu phì cười. Từ mã tiêu, nàng biết ta đang cười cái gì không? Liêu Đình Nhạn, sao mà tôi biết được? tôi có skill bắp nói thật bẩm sinh đâu cô kéo tay từ mã tiêu xuống tiếp tục băng bó lại cho hắn từ mã tiêu muốn rút về cô lại giữ lấy không cho hắn động đậy từ mã tiêu lại không vui nữa hắn không thích có bất cứ trói buộc nào ta không muốn băng bó tuy là cái tên tổ tông này đã mấy trăm tuổi rồi nhưng ở lâu sẽ nhận ra hắn có nhiều khi bướng bỉnh như đứa con nít vậy chắc là vì từ nhỏ không có ai dạy dỗ ngần ấy năm chỉ có một con thú cưng rắn ở bên cạnh liêu đình nhạn kéo lấy tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc nũng nịu với hắn mới vừa bôi thuốc đấy không băng bó vết thương dễ toét ra lắm băng ba ngày thôi được không tư mã tiêu liêu đình nhạn băng đi ta nhìn là thấy đau lắm đợi hơi kéo ra non thì không băng nữa tư mã tiêu liêu đình nhạn năn nỉ đấy ta lo lắm tư mã tiêu Liêu Đình Nhạn nhìn vẻ mặt của Tư Mã Tiêu, thầm cười lớn trong bụng. Chỉ là vì vẻ mặt của Tổ Tông hề hước quá mức, đúng là khó tả. Nếu mà nói hắn không vui thì cũng không hoàn toàn đúng, nói vui thì lại cứ kỳ kỳ, nói là bối rối thì cũng có một ít, do dự cũng có tí, tóm lại là đang quanh quẩn giữa nghe lời cô ấy dáng chịu chút, với không muốn nghe, không băng bó là không băng bó. Liêu Đình Nhạn diễn không giỏi lắm, sợ hắn nhìn ra được mình sắp cười tới nơi liền thẳng thừng nhào tới ôm lấy cổ hắn tựa vào ngực hắn vùi mặt vào hõm cổ hắn vững giọng ngài cũng đã biết là ta chuẩn bị riêng cho ngài ngài không dùng thì ta chuẩn bị công cốc rồi ta dùng cái vòng cổ anh lạc ngài làm cho rồi còn gì từ mã tiêu bị cô ôm lấy nhìn chằm chằm bàn tay mình một lúc rồi để tay lên lưng cô đáp trả cái ôm ba ngày thôi đấy chốt điêu Liêu đình nhạn kìm không được cười thành tiếng. Tư mã tiêu cười lạnh, rất khinh rẻ, nàng tưởng ta không nhìn ra là nàng cố ý nũng nịu hả. Nhìn ra rồi sao, điều cũng chốt xong hết rồi. Người xưa nói mấy lời thủ thỉ bên đầu giường có ích, đúng quả là có ích. Liêu đình nhạn ôm lấy cổ hắn, lòng thấy bình lặng hơn. Trận ù tai do sấm chớp ban nãy đã dần tan mắt, chỉ còn tiếng nhịp tim vững vàng của tư mã tiêu bên tai, Cô đột nhiên cảm thấy trong người như có một dòng chảy nóng ấm, luồn qua tim mạch, dịu dàng hiền hòa. Cô tự ở đó có hơi ngẩn ngơ, xung quanh toàn là mùi trên người Tư Mã Tiêu, trên người mỗi người đều có mùi hương riêng biệt, có thể bản thân không ngửi thấy nhưng người khác có thể chú ý tới. Trên người Tư Mã Tiêu có chút mùi hoa ngưng huyết nhàn nhạt, trộn lẫn với một thứ mùi khác không thể tả rõ, nơi mạch máu chuyển động bên cần cổ thì mùi càng đậm hơn như là mùi hương dậy ra từ trong máu. Trên thế giới này chắc là chỉ có mình cô ngửi được mùi hương trên người hắn một cách thân thuộc lại gần gũi như thế này. Liêu đình nhạn vô thức ngẩng đầu, hôn lấy cẩm tư mã tiêu. Tư mã tiêu cúi đầu hôn trả. Hai người tự nhiên hôn lấy nhau. Lúc rời ra, tư mã tiêu còn cúi đầu vuốt lấy môi cô, cái kiểu vuốt mà phẳng hết cả lông trên người ấy, tay lại vô thức vỗ lưng cô. Sau đó, Tư mã tiêu quả thật không kéo lấy mớ đồ băng bó trên tay nữa, chỉ là đôi lúc hơi cao có liếc nhìn hai bàn tay, cái dáng vẻ hong ngón tay làm Liêu Đình nhạn nhớ đến phim Hoàn Châu cách cách, xem lúc nhỏ, tay của tử sáu cũng từng bị băng thành như vậy. Cô cười thầm trong bụng nhưng nghĩ thêm nữa lại không cười nổi nữa. Nếu đổi lại là người khác, với tu sáu cao thế này, bị thương như thế uống ít linh đan là rất nhanh có thể khỏi nhưng tư mã tiêu lại không thể. Cô nhớ tới viên dược hoàn nhỏ đã cứu sống tư mã tiêu từ chỗ chết, cũng không biết làm ra kiểu gì mà hiệu quả tốt vậy. Tư mã tiêu, đó là phương thuốc bí truyền của Thượng Vân Phật tự, chỉ có một viên trên đời. Nếu không phải năm đó tư mã thị có chút gốc gác với Thượng Vân Phật tự, ta lại là người cuối cùng của tư mã thị, viên dược hoàn đó đã không dành cho ta rồi. Liêu đình nhạn, ta có hỏi thành tiếng à? Tư mã tiêu, hỏi thành tiếng rồi còn nữa ta đã nói rồi đừng có lo ta không có chết trước nàng đâu liêu đình nhạn cái tên trai thẳng này có biết nói chuyện không vậy cô ngồi thẳng dậy ngài chọn riêng cái nơi này cho ta độ lôi kiếp trước đó lại luyện chế riêng pháp bảo phòng ngự lợi hại tới vậy còn đích thân tới đây ngài sớm đã biết lần lôi kiếp này của ta sẽ không đơn giản đúng không liêu đình nhạn đã sớm thẩm đoán được nói không chừng do mình không phải người của thế giới này lôi kiếp ở đây mới nhắm vào cô khác thường tới vậy. Sau đó nhìn thấy dáng vẻ đã sớm tiên đoán được của tư mã tiêu, lại cảm thấy không chừng là do mình thăng cấp quá nhanh. Lôi kiếp trước đó không qua cái nào, vậy nên chồng lại lần này khủng khiếp tới vậy. Nhưng mà câu trả lời của tư mã tiêu không nằm trong bất cứ dự đoán nào của cô. Hắn nói, vì nàng và ta thần hồn giao thoa, bị nhúm mùi của ta mới có lôi kiếp chín chín. Liêu đình nhạn, hiểu rồi. Có truyền thống kẻ mang dở tội ác tày trời bị xét đánh mà, xem ra thật sự là đãi ngộ cho phe phản diện. Tâm trạng Liêu Đình Nhạn hết sức bình lặng. Từ Mã Tiêu, mấy chuyện khí vận thiên đạo nói ra phức tạp, nhưng Tư Mã thị ngày nay gần như diệt vong có liên quan đến khí vận thiên đạo trong u tối đó. Nó muốn diệt Tư Mã thị, muốn giết ta. Liêu Đình Nhạn, à, thì ra là Chu Di cửu tộc, một người gây tội liên lụy đến cả dòng họ. Hèn chi lúc sấm đánh, tên tổ tông này thiếu điều muốn chữa ngón giữa với trời cao. Liêu Đình Nhạn vẫn thấy không đúng, ta nhớ trong canh thần sử có viết rất nhiều năm trước, tộc Tư Mã có rất nhiều tiên nhân quyền lực, phi thăng thành thần. Nếu nói như vậy thì tộc Tư Mã cũng không thể gọi là bị diệt tộc. Tư Mã tiêu cười lớn, hết sức giễu cợt, hàm ý xem thường canh thần sử mà cô nói, phi thăng thành thần chẳng qua là chuyện buồn cười nhất trong trời đất mà thôi. Trước kia mỗi lần có tiên nhân phi thăng, trời đất sẽ dồi dào linh khí, nàng nói xem là vì sao. Liêu Đình Nhạn phát biểu đáp án tiêu chuẩn trong sách giáo khoa, bởi vì tiên nhân phi thăng, cánh cửa thần giới và hạ giới liên thông với nhau, linh khí tuôn xuống trần gian. tư mã tiêu thẳng thắng, là vì những tiên nhân phi thăng kia kỳ thực hoàn toàn không thể đi đến thần giới mà là tiêu tán giữa trời đất, thần hồn và xác thịt biến thành linh khí tinh khiết trở lại thế giới. Liêu Đình Nhạn nghe mà ngây ngốc, đợi đã, cái này, đây có phải là một bí mật kinh thiên động địa không? Hắn cứ nói ra như vậy sao? Như để đáp trả suy nghĩ của Liêu Đình Nhạn, lôi vân trên trời lại cuồn cuộn kéo tới, tiếng sấm rền vang như đang cảnh cáo. Tư Mã Tiêu hoàn toàn không để tâm, chỉ tiếp lời, chuyện này đã được người phi thăng cuối cùng của Tư Mã Thị kiểm chứng, nếu không vì sao rất nhiều năm sau đó không ai dám phi thăng. Nếu không vì sao Tộc sư thị lại dám không kiêng nể mà âm mưu tính toán với những tộc nhân cuối cùng của Tư Mã thị, còn cho người cầm tù nuôi dưỡng từng bước chiếm đất của người khác. Đều là vì sư thị biết được nhờ vào những tiền bối Tư Mã thị, rất nhiều người Tư Mã thị phi thăng thành thần sẽ không thể nào về lại được nữa. Tất cả những vinh hiển phong quang đều là trò cười. Liêu Đình Nhạn bịt lấy miệng Tư Mã Tiêu, "Được rồi, ta hiểu rồi, không cần nói nữa." còn nói nữa chắc cái mớ sấm kia lại tới đánh cho, tay còn bị thương kia kìa. Từ mã tiêu kéo tay cô xuống, nhìn chăm chăm vào mắt cô hỏi, nàng sợ rồi à? Sợ ta làm liên lụy nàng sao? Không biết sao mà hắn lại không dùng bắp nói thật. Liêu đình nhạn, sợ thì không sợ mấy, chỉ là. Sau này mỗi lần lôi kiếp của ta đều thế này sao? Nếu không phải là trong lôi minh sơn cốc có hình thái đặc biệt này, nếu đổi lại là nơi khác chắc có nổ banh hai ngọn núi cũng không phải chuyện khó khăn gì. Từ mã tiêu, có ta ở đây thì nàng chẳng việc gì cả. Khuôn mặt bỗng nhiên giữ tợn, lông bỗng nhiên dựng đứng cả lên. Liêu đình nhạn vuốt lông lại, ý ta đang nghĩ là nếu độ lôi kiếp phiền phức vậy, tù sáu của ta không thể tăng nhanh quá được. Như thế này nếu cô có lười biếng không tu luyện thì áp lực cũng không lớn nữa lén không làm bài tập với danh chính ngôn thuận có nỗi khổ riêng không làm bài tập là hai cái cảm giác sảng khoái khác nhau cái vế sau là hoàn toàn buôn bỏ được áp lực lập tức yên tâm liêu đình nhạn thầm mở cờ trong lòng tiện thể thầm lớn tiếng cảm thán song tu cũng khỏi luôn nha song tu tăng tu sáu nhanh lắm tư mã tiêu liêu đình nhạn ngẫm nghĩ phải hỏi hết một lượt những gì thắc mắc nếu không mai mốt lại lười hỏi tổ tông tu sáu của ngài tới đâu rồi? Hình như tất cả mọi người đều không nhìn thấu rốt cuộc hắn có tu sáu gì. Từ mã tiêu vẫn không giấu giếm gì, thẳng thừng nói, nếu không phải phụng sơn linh hỏa nằm trong người ta, song trận lôi kiếp ban nãy ta đã lập tức phi thăng, sau đó xác lẫn hồn biến thành linh khí tinh khiết nuôi dưỡng sinh linh vạn vật giữa đất trời. Tu sáu của cái con người này lên tới đỉnh điểm rồi. chương 47, Lôi Thạch Tuy lôi kiếp là do tư mã tiêu độ quá nhưng Liêu Đình Nhạn vẫn thành công thăng cấp từ hóa thần lên thành tu sĩ luyện hư. Trời đất có quy tắc, thiên kiếp 49 của Liêu Đình Nhạn bị biến thành thiên kiếp 99 là tính luôn tư mã tiêu, vì vậy cái thành tích tư mã tiêu cản sấm cũng được tính cho Liêu Đình Nhạn. Tới thi cuối cấp 1, nhận được đề cao cấu lại bị ngoại gián xong vài cướp mất đề, Liêu Đình Nhạn độ qua kiếp này chỉ kinh hãi chứ không có vấn đề gì nếu chỉ xét tu sáu thì giờ cô cũng là nhân vật cấp cao trong nội phủ nhưng lưu đình nhạn hoàn toàn không thấy được cảm giác chân thật. nếu như bên cạnh cô toàn là những người bậc luyện khí hoặc trúc cơ, có khi cô còn phòng mũi được nhưng bên cạnh cô lại là ông lớn có thể phi thăng bất cứ lúc nào. bên phe địch thì toàn gặp không phải hóa thần luyện hư thì cũng hợp thể đại thừa, không ai là yếu kém hơn cô. còn sống lâu trước cô mấy trăm mấy ngàn năm dưới tình huống như thế này cô thật sự không cảm thấy tu sáu của mình có gì ghê gớm. Độ kiếp xong còn phải tu luyện mấy ngày trong lôi minh sơn cốc. Liêu đình nhạn lại không muốn ở lại đây, dù gì thì ở lại đây tu sáu sẽ tăng, việc cô không muốn nhất bây giờ chính là tăng tu vi. Từ mã tiêu, ở lại đây đi. Liêu đình nhạn, được thôi. Cô có hơi nhớ cái địa điểm ngủ chưa yên tĩnh, còn có cái cung điện hoa hương đầy hoa của sư dư hương nữa chỗ nào thì cũng dễ ngủ hơn cái cục đá trần trụi này. Hơn nữa ở đây có thể sẽ có gì đó lạ lẫm, cái tấm gương livestream kia cũng không có tín hiệu gì ở đây, mấy chốc đã mấy rất nhiều thú vui, cứ như tự dưng rớt mạng ấy. Đúng là từ cần kiệm thành xa xỉ thì dễ, từ xa hoa thành tàn tiện thì khó mà, hồi lúc cô mới đến cái thế giới này có để ý nhiều vậy đâu. Từ mã tiêu làm gì cũng có lý do, hắn muốn ở lại đây, chắc chắn cũng có lý do của hắn. Liêu đình nhạn ngẫm nghĩ rồi hỏi, phải ở đây bao lâu? Từ mã tiêu, ba ngày. Liêu đình nhạn nhìn cái ngón tay được băng bó của hắn, nghi ngờ hắn đang báo thù vì cô nói phải băng vết thương ba ngày. Cái tên đàn ông này thật sự có khả năng làm ra mấy chuyện ấu trĩ như vậy. Có cái thôi kệ đi, ai mà thèm để ý. Lôi kiếp đã xong rất lâu, giờ đã là buổi tối tuy tu sáu này có thể nhìn thấy rõ vào buổi tối nhưng liêu đình nhạn vẫn quen với ánh sáng vậy nên vẫn lấy đèn ra cô cực kỳ thích cái đèn hoa này cái kiểu bên ngoài chụp đèn có vô số dáng hoa ánh sáng được phản chiếu dọi khắp xung quanh cứ như hoa nở rộ vậy máng đèn lên sắp xếp bàn ghế lấy ra thức ăn đã chuẩn bị sẵn bắt đầu thưởng thức mỹ vị liêu đình nhạn vẫn luôn cảm thấy dù là đi đến đâu chỉ cần có điều kiện thì nhất định phải ăn ngon ngủ kỹ, chỉ khi ăn ngon ngủ kỹ rồi thì tâm trạng mới tốt lên được, đây là cách thức tối ưu nhất để đối xử tốt với chính mình. Vậy nên mỗi khi theo Tư Mã Tiêu tới một nơi cô đều chú ý đến chuyện này. Trong không gian của cô có nhiều nhất muôn vàn đồ ăn thức uống với mấy vật dụng nâng cao cảm giác hạnh phúc, có thể khiến cuộc sống càng thêm thoải mái, nào là mấy món đã dùng quen, mấy thứ lặt vặt cô thích nhất, đệm cối gối giường các loại, nồi niêu xong chảo giá chiên nướng vân vân, nhiều tới mức có thể xây được mấy cái nhà tiện ích. Khác hoàn toàn với cô, Từ Mã Tiêu trước giờ không hề quan tâm mấy thứ này. Dù là sống trong cung điện nguy nga tráng lệ hay ngồi trên tảng đá lớn hoang dã vẻ mặt đều y như vậy, cứ như trước giờ chưa cần bất cứ thứ gì giúp phục vụ cuộc sống. Thế nhưng hắn cũng không bài xích việc Liêu Đình Nhạn sắp xếp cuộc sống, còn rất thích nhìn cô làm mấy chuyện này hắn nhìn liêu đình nhạn lấy ra cái đệm mình thích nhất để tựa vào ngồi thoải mái xong lại mấy đồ ăn thức uống ra nhàn hạ ăn tối dưới sự quan sát của hắn ăn xong lại lau miệng lấy ra hai con rối tự mình làm có một thứ thuật pháp thiên giới gọi là khả linh thuật có thể khiến vật chết tạm thời có được sinh mạng nghe lời sai khiến của chủ nhân liêu đình nhạn đang dùng thứ này trong quyển thuật pháp đại toàn mà tư mã tiêu đưa cho liêu đình nhạn Khản linh thuật là một loại khá khó, từ Mã Tiêu còn chưa thấy cô học thuận pháp thiên giới, đa phần cô toàn lật xem những phần đơn giản ở phía trước. Dù có xem những thứ đó thì cô cũng chỉ muốn gác sách lên đầu ngẩng cổ than khó, học không vô. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liêu Đình Nhạn dùng thuật pháp thiên giới, mà khản linh thuật này tới bản thân hắn còn chưa từng dùng, liền hơi chút hứng thú nhìn hai con rối Liêu Đình Nhạn làm ra. Trước khi điểm linh hai con rối chỉ lớn bằng bàn tay sau khi điểm linh lại biến to hơn cao cỡ eo của liêu đình nhạn đầu tròn tròn mắt mũi trên mặt là do liêu đình nhạn vẽ lên lúc trước cô rất hay dùng biểu tượng cảm xúc hai con rối đại diện cho mắt cười với số ba bĩu môi cùng với con mắt tròn tròn với số ba nằm ngang bĩu môi nhìn tổng thể cứ như hình quê mập tròn từ trong truyện tranh bước ra hai con mặt tròn đáng yêu vừa nghe lời lại vừa cần cù Dọn một bàn ăn cho Liêu Đình Nhạn, con còn lại cầm cái búa nhỏ Liêu Đình Nhạn cho nó hí hoái đấm lưng cho chủ nhân. Từ mã tiêu chưa từng nhìn thấy người nào quái lạ như vậy, vì vậy không thể hiểu nổi tại sao Liêu Đình Nhạn lại nhìn hai con người nhỏ với ánh mắt chiều mến như vậy, còn nói bọn chúng đáng yêu. Hắn liếc nhìn hai con người nhỏ đang bận rộn, cảm thấy bọn chúng hình thù kỳ quặc, quay ngoắt lại lại nhìn thấy hai chữ Liêu Đình Nhạn viết sau lưng hai con rối là một và hai. Đó là cái gì? Tư mã tiêu cầm một con người nhỏ, chỉ vào con số sau lưng nó nói. Người bé số 2 đang đấm lưng cho Liêu Đình Nhạn bị bắt lấy, đột nhiên bay vọt lên, ù ù cạc cạc trong không khí, cua tay múa chân khua cái búa nhỏ. Không được bắt nạt con tôi. Liêu Đình Nhạn đặt nó xuống trở lại, còn xoa xoa đầu nó rồi mới trả lời, số đếm đó, cái này là một, cái này là hai. Nói xong cô mới sực nhớ ra, Tổ tông không biết chữ số Ả Rập. Nói đến đây, cô còn có chút nghi hoặc. Cô với Tư Mã Tiêu song tu, đôi lúc sẽ nhìn thấy một số mảnh vụn ký ức của Tư Mã Tiêu. Theo lý thuyết song phương thì đáng lẽ Tư Mã Tiêu cũng phải nhìn thấy của cô chứ, nhưng mà hắn chưa từng biểu lộ gì lạ lẫm. Nếu hắn thấy được ký ức của cô khi còn ở thế giới kia, đáng lẽ phải đặt ra mười vạn câu hỏi vì sao mới đúng chứ, nhưng hắn không hề có chút lạ thường. Còn nữa, Lúc trước cô thường hay kích động thầm nghĩ lúc trước thế này thế kia, nói những thứ ở thế giới trước kia, hắn cũng không có phản ứng gì. Vì thế cô đoán rằng tất cả mọi thứ liên quan đến thế giới kia của cô có thể đã bị block rồi. Tư mã tiêu, một với hai. Sao lại dùng cái biểu tượng kỳ quái như vậy? Hắn không có ý định bàn sâu, cảm thấy chắc là cách nói ở bên ma vực. Chỉ là có chút xíu hứng thú với khả linh thuật, chìa tay ra nói đưa ta canh thần vạn pháp lục. Canh thần vạn pháp lục chính là quyển sách dày cùi lúc trước hắn mang về cho Liêu Đình Nhạn, Liêu Đình Nhạn lấy ra đưa hắn, hắn lướt lướt tìm Khản Linh thuật, xem khoảng 10 giây xong bắt đầu nhắm mắt 5 giây, sau đó hắn lấy một con rối trống không từ chỗ Liêu Đình Nhạn, dùng Khản Linh thuật điểm linh. Liêu Đình Nhạn học thuật pháp thiên giới trong 15 giây thần tốc, mấy người biết tôi học cái này mất bao lâu không? Trước đó liên tục thất bại lên đến bậc luyện hư mới dùng được thành công. Ban nãy tôi còn có chút tự hào nữa đấy. Giờ đây chứng kiến hào quang của học sinh thần thánh, tự hào biến mất cùng con tim. Con dối tư mã tiêu điểm linh cũng tròn quay như bé một với bé hai, chỉ là liêu đình nhạn còn chưa vẽ mắt mũi miệng cho nó, nó cứ ngơ ngẩn sờ loạn xả. Tư mã tiêu giữ chặt đầu của con dối, xấu bụng nhìn nó của quạng bên dưới. Liêu Đình Nhạn cảm thấy hắn giống thằng nhóc chơi đồ chơi. Liêu Đình Nhạn nhấc con bé người nhỏ lên, vẽ cho nó một cái biểu tượng cảm xúc khinh bỉ, trông giống tư mã tiêu lạ kỳ. Lại viết cho nó thêm số 3 sau lưng. Tuy là vẻ mặt rất khinh bỉ nhưng bé ba cũng là một bé người nhỏ năng động cần cù. Liêu Đình Nhạn không có gì cho nó làm, ngẫm nghĩ rồi móc ra một bao hạt. Cô quên mất là hạt gì rồi, tóm lại là khá ngon, chỉ là lột ra hơi phiền cô đưa bé ba một cái bao hạt với một cái bát lớn nó bèn ôm cái bát ngồi sang một bên chăm chỉ bóc hạt bóc xong lại dâng cái bát lên bóc tiếp một bát khác từ mã tiêu từ mã tiêu con đó là ta điểm linh mà liêu đình nhạn ôi rào bày đặt phân biệt ta ngươi cái gì nào tới ăn hạt đi bồ não lắm từ mã tiêu bị cô nhét hạt đầy mồm vốn định nói thông thường thì tự mình điểm linh chỉ có mình mới được sai bảo nhìn thấy cái dáng vẻ chẳng có tí quan tâm của liêu đình nhạn hắn cũng lười nói chắc là do thần giao nhìn thấy cô sai bảo còn có chút vui vẻ hắn nhai nhai mớ hạt trong miệng nuốt xuống rồi mới phát hiện ra là mình vừa ăn lại không vui vẻ quay về chỗ nằm hắn không thích ăn bất cứ thứ gì không phải là vì vấn đề khẩu vị lúc còn rất nhỏ phần đông người chăm sóc hắn là người của sư gia bọn họ cho hắn ăn một số thứ không tốt lành lắm. Tóm lại thì sau đó hắn không muốn ăn bất cứ thứ gì. Không phải là kén ăn như Liêu Đình Nhạn nghĩ. Con dối được điểm linh dùng cạn linh lực sẽ biến trở lại như cũ. Với Liêu Đình Nhạn thì chúng là những con robot chạy bằng pin. Bé 1 với bé 2 của Liêu Đình Nhạn biến trở lại trước. Mức độ sử dụng của bé 3 gấp 3 lần hai con trước. Chỉ là hình như có hơi ngơ. Liêu Đình Nhạn không bảo ngừng thì nó sẽ ngồi đó bóc cả núi hạt. Liêu Đình Nhạn cảm thấy lần tới có điểm linh bé ba nữa thì không cho nó lột hạt nữa. Cái mớ cô chữ suýt nữa không đủ cho nó lột rồi. Bọn họ ở đủ ba ngày, Liêu Đình Nhạn không tu luyện cũng cảm thấy tu sáu của mình không ngừng tăng trong mấy ngày. Có phải cũng nên đi rồi không? Liêu Đình Nhạn hỏi. Từ mã tiêu chìa tay, gỡ cái này ra là đi được rồi. Liêu Đình Nhạn. Ok, tháo băng cho mấy người, đồ con mèo ngu ngốc đáng ghét ba ngày nay cô chăm sóc cẩn thận, gần như không cho tổ tông động tay vào việc gì, vì vậy lần này tháo băng nhận thấy tốc độ lành lại nhanh hơn mình nghĩ. Cô nâng tay tư mã tiêu lên cứ như nhĩ khang nâng tay tử vi, đột nhiên ma diễn xuất nhập, vẻ mặt hết sức thâm tình, hứa với ta, phải chú ý nhiều vào đừng để vết thương tuyết ra, cũng đừng có va chạm sức mẻ gì, ta sẽ đau lòng lắm. Vẻ mặt của tư mã tiêu cứ như cô vứt một con sâu bướm trên áo hắn. Liêu Đình Nhạn, đợi một chút. Không phải chúng ta phải đi ra sao? Ngài đi vào trong làm gì? Không phải ban nãy nghe thấy cô cười đùa trong bụng nên giận rồi đấy chứ? Từ Mã Tiêu quay đầu nhìn cô, lấy đồ cái rồi đi. Liêu Đình Nhạn khẳng định với cái giọng điệu của hắn thì cái món đồ tiện tay lấy đại này tuyệt đối không đơn giản. Từ Mã Tiêu đưa tay định kéo cô tới, đưa cô qua kia. Liêu Đình Nhạn lại đi trước một bước ôm lấy eo hắn ta tự ôm, ngài đừng có động tay. Từ mã tiêu bèn gác tay trên vai cô, trong tích tắc, hắn đưa Lưu Đình Nhạn đến trung tâm lôi minh sơn cốc, bỏ cô ra, năm ngón tay ấn trên giữa một tảng đá bình thường. Trời đất rung chuyển nhưng chỗ bọn họ đứng không hề lay động, dưới chân Lưu Đình Nhạn trống không, cô nhanh chóng giữ thăng bằng, đứng trên không trung phát hiện mình và Tư Mã Tiêu đang đứng trên một dãy ngân hà. Giữa khoảng không đen ngòm này, có ánh sao ánh tím điểm sáng, trôi dưới chân cô như dòng nước chảy. Đi, Từ Mã Tiêu đi về trước theo hướng sao tím, Liêu Đình Nhạn theo sau hắn, nhìn những ánh sáng tím kia cứ như trôi trước mắt mình. Lúc tới gần cô mới nhìn thấy những điểm sáng hình hoa. Đi trên con đường này một lúc, trước mắt hiện ra mấy điểm hội tụ của mấy giải ngân hà, tất cả những dải sáng vây quanh một hòn đá màu tím to cỡ nắm tay, quanh hòn đá tím còn có mấy vòng điện hồ quang nhỏ lúc tư mã tiêu đưa tay hái nó xuống nhưng tia hồ quang kia kêu lách tách châm vào ngón tay của hắn lại bị hắn xé toạc như lột vỏ quýt xé sạch sẽ rồi hắn lại đặt viên đá vào tay liêu đình nhạn cực kỳ tùy tiện được rồi đi thôi đây là liêu đình nhạn lật tới lật lui xem xét viên đá tư mã tiêu lôi thạch liêu đình nhạn thấy cái hoàn cảnh nó xuất hiện, ta không khỏi hoài nghi viên lôi thạch cao cấp này là một vật rất quan trọng trong Lôi Minh Sơn Cốc. Từ mã tiêu chỉ vào hòn đá bóng láng trơn mướt, nó là tim của Lôi Minh Sơn Cốc, Lôi Minh Sơn Cốc chặn được lôi kiếp chủ yếu là nhờ vào tác dụng của nó. Liêu Đình Nhạn, vậy ngài đem cái này đi là Lôi Minh Sơn Cốc xong đời rồi đúng không? Người khác sẽ phát hiện ra đó. Liêu Đình Nhạn hồi hộp nói, cất hòn đá đi Đùa chứ, có ít tới vậy thì cho dù bị phát hiện cũng phải đem đi chứ, lần sau còn dùng nữa. Từ Mã Tiêu, không đâu, đợi bọn chúng phát hiện đã qua mất một thời gian rồi. Đến lúc đó, cũng không còn ai để tâm tới nơi này nữa. Hắn nghĩ đến đây, vui vẻ bật cười. Lúc hai người rời đi, Liêu Đình Nhạn còn cảm thấy có chút không chân thật, ngài cứ tùy ý tới đây, lại tùy ý lấy đồ quan trọng của người ta đi, đơn giản vậy sao? Tư mã tiêu, lôi minh sơn cốc trước kia là do tộc tư mã tạo ra, lôi thạch cũng là của tư mã thị. Liêu đình nhạn, chẳng trách ngài có thể vào được. Nhưng mà tuy trước kia là địa bàn của các ngài nhưng sư thị đã ở đây lâu tới vậy, không tạo cấm chú gì đó để khiến tư mã thị các ngài không thể tự do ra vào sao. Tư mã tiêu phì cười, tất nhiên là chúng có tạo rồi, nhưng mà có ích với ta sao? Hà, tôm tép, vô ích vẻ mặt của hắn viết rõ như vậy đấy. Liêu Đình Nhạn cảm thấy chỉ dựa vào cái miệng với cái vẻ mặt này của Tổ Tông, ít nhất có thế làm mời tên người nhà họ sư tức chết. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.